Xin mời bà con mình nghe một truyện ngắn còn lại của sau này, tác giả Dương Trữ La. Tiếng hô tản hàng của thượng sĩ đại đội chỉ được vài tiếng cố gắng lác đác đáp lại, còn tất cả mệt mỏi tản mắt về trại. Trong ánh sáng lờ mờ của một ngày sắp hết, đã mấy tháng liền cắm trại 100%, đoàn người đã chai mặt với nhau, nhàm chán với những động tác quen thuộc. Tối nào cũng tập họp, phân chia vị trí bố phòng, nhắc nhở đêm nay địch có thể tấn công. Việc canh gác phải cẩn thận, rồi sau đó đợi đến phiên mình gác. Còn sớm không làm gì, một nhóm kéo xuống câu lạc bộ nhậu ba ba, không nước đá với mực đại hàng. Nhóm khác rút vào chỗ kín đáo kéo xì phé, vài anh ngồi hút thuốc, tán gẫu trong sân. Đêm nay trong đội cổ bàn thuộc toán ứng chiến, mặt sau đại đội không phải canh gác nhưng vẫn phải túc trực tại đó, hầu khi có báo động là tiếp tay đồng đội. Bàn lai hoai văng mùng giữa hai chiếc xe jeep hư làm chỗ ngủ qua đêm, mình từ đâu lù lù đến, nói nhỏ vào tai: chút nữa tôi với anh dù ngang. Bàn ngẩng lên nhìn mình, hắn là một binh nhì mới lấy vợ hồi trong năm, bị cấm trại hắn tức lòng lộng và là người phản đối nhiều nhất. Địch tới thì đánh, không tới thì thôi, cho người ta về, cấm trại làm cái khỉ mốc gì. Anh em hiểu tâm trạng của mình, chỉ vì cười. Có anh còn ghẹo: vợ mới cưới bỏ nằm không ở nhà sợ mốc hả mày? Những lúc đó mình vừa tức vừa thẹn. Hắn có thể nổi khùng đập lộn không biết lúc nào, nếu không có anh em phân giải cản ngăn. Gần đây, đêm nào không phải trực gác, chỉ ứng chiến là mình lén chui rào sau đại đội dù về nhà. Anh em biết được nhưng vẫn làm ngơ và còn che chở cho mình với cấp trên. Nhà bàn gần nhà mình, bàn có vợ bà được hai con. Chuyện gia đình bàn lại là một chuyện đau lòng. Năm nay bàn đã 40 tuổi ngoài rồi. 20 năm trước bằng lập gia đình và chỉ một năm sau, vợ bằng sinh cho bằng một đứa con trai. Điều đau lòng ở đây là đứa con ấy lại tàn tật, tay chân liều khiều, đầu nẻn một bên, miệng méo lệch. Mười mấy năm qua, nó không nói được một câu, chỉ ớ ớ và mỗi lần nó bước đi, thì tay chân trần vần khó khăn chậm chạp. Lúc sinh, mẹ nó đã suýt chết vì thân thể kỳ quặc của nó. Lần đầu tiên có con, và khi nhìn thấy hình dáng của con mình, bạn đã thất vọng đến độ không muốn nhận nó là con nữa. Bạn toan đem bỏ vào cô nhi viện hay vất ở xó rừng nào, nếu không có mẹ nó hết lời khuyên ngăn. Dầu gì nó cũng là con, là máu mủ của mình, đừng nên làm vậy. Anh không thương để em thương, rồi em lại sanh con khác cho anh. Nhưng hơn 10 năm sau, vợ bằng không sanh nở được nữa. Thằng con càng ngày càng lớn, càng khó coi. Thiên hạ và con nít hàng xóm gọi nó là thằng què. Vợ chồng bằng cũng theo đó mà đặt tên con. Có điều nó rất biết nghe và rất sợ bằng. Nhiều đêm nhìn nó nằm co ro bên mình, bằng cũng thấy có chút thương thương thích thú trong lòng. Ngày chưa vào lính, bằng là một thợ bạc có tài. Trong quân đội không có nghề thợ bạc, bằng đành cất lại với hy vọng sau này truyền nghề cho con. Nhưng gặp phải thằng con như què, còn làm sao truyền nghề được nữa. Niềm thất vọng của bằng có lẽ vì điểm này nhiều hơn là điểm tại sao con mình tàn tật. Mãi cho đến cách đây 3 năm, vợ bằng mới lại sinh nở một lần nữa. Thằng Thế ra đời, một đứa bé kháu khỉnh, sinh trai và toàn vẹn. Lần này thì tình thương của bạn đã rõ rệt nghiêng tất cả về cho Thế. Với què, bạn chỉ xem như nuôi một con vật trong nhà, không thương không ghét. Có lẽ què cũng biết số phận của nó, nên không bao giờ làm phiền lòng bạn. Mỗi khi có mặt bạn ở nhà là nó lấm lét, lội trốn trong một xó tối. Bạn kỳ vọng rất nhiều vào Thế, bạn đã nói với vợ: anh sẽ truyền nghề thợ bạc lại cho con. Chắc chắn sau này nó sẽ là một người thợ bạc tài ba lỗi lạc.
Khi nó lớn lên, đất nước này đã hết chiến tranh, mặc sức cho nó thi thố tài năng. Bằng đang ngủ chập chờn thì vợ bằng đánh thức dậy. Anh, súng bắn nhiều quá. Bằng giật mình ngồi nhổm dậy và theo phản ứng tự nhiên, cô tay tìm cây M16. Bây giờ bằng mới nhớ là mình đang ngủ ở nhà với vợ. Đầu hôm theo lời chủ rê của mình, bằng không dằn được đã theo lời hắn dù về nhà. Tiếng súng nổ dồn ở xa, vài tiếng nổ thật lớn thật gần. Bằng bước xuống giường nghe ngóng nhận định. Chắc là pháo kích. Vợ bằng cãi lại. Cô đánh nhau, em nghe súng nổ lâu lắm rồi. Bằng lặng im hút điếu thuốc, vợ bằng hỏi tiếp. Làm sao anh? Câu hỏi này không có nghĩa là vợ bằng lo sợ súng đạn mà lo cho bằng làm sao trở về đơn vị. Trong tình trạng báo động này, ra đường không được đã đành, mà lò dò vào ngõ sau của đơn vị, đố khỏi ăn kẹo độc. Rồi còn bao nhiêu chuyện khác, cấp trên kiểm điểm vắng mặt bằng. Tuy vậy, bằng vẫn cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thuốc dài. Tiếng súng nổ dữ và gắt hơn, bằng phân biệt rất rành rẽ tiếng nào là đạn pháo kích. Tiếng nào là của bên ta phản pháo, tiếng nào của AK-50, tiếng nào của M16. Bằng hỏi vợ, thằng què, thằng thấy đâu? Thấy ngủ với em, còn què thì từ đầu hôm tới giờ em không thấy nó. Cây thằng đó cứ đi ngủ đình ngủ chợ vậy sao? Ăn thua gì, nó đã quen rồi, cả tỉnh này có ai mà không biết nó, cũng chẳng ai đánh đập giết chóc nó làm gì. Qua câu nói của vợ, bằng thấy rõ từ ngày có thế, vợ bằng cũng không thương què nữa. Hai vợ chồng chưa nói thẳng với nhau, chứ thật thâm tâm đều muốn què đi đâu, đi khuất mắt cho rồi. Súng nổ dữ quá, xuống hầm trốn đi, chuyện gì rồi tính sao? Vợ bằng quay vào giường, lấy cái mền bông quấn thế lại vắt lên vai, tiến về phía sau, xuống hầm trú. Lúc bằng đi ngang góc nhà, mắt chợt dừng lại trước vật gì lù lù tại đó. Bằng nhìn kỹ thì ra thằng què, nó nằm co ro trên một tấm đệm rách ngủ say. Bằng ngồi xuống bên cạnh nó gọi khẽ, què, què. Thằng bé tròn dậy và khi thấy cha thì đôi mắt trắng dã sợ hãi. Một chút thương hại dấy lên trong lòng, bằng thấp giọng, xuống hầm ngủ đi con. Thằng bé vừa đáp vừa chần vần theo bằng xuống hầm. Vợ chồng bằng ngồi bó gối ở một góc hầm, tối om và đầy muỗi. Nhường chỗ cho hai đứa bé ngủ, què. Tuy nằm nhưng mắt nó vẫn mở thao láo nhìn cha mẹ. Chắc nó cũng biết là đang có những chuyện quan trọng xảy ra. Chắc nó cũng muốn chia sẻ sự lo âu với cha mẹ. Nhưng vì nó không nói được nên chỉ nằm đó mà nghe ngóng. Tiếng súng chừng như đã dịu bớt, bằng ngáp dài. Ai, yên rồi, mấy thằng ông nội chuyên quấy phá như chó cắn trộm. Chợt có tiếng Minh gọi ở ngoài. Anh bạn ơi, anh bạn! Bạn lên tiếng. Gì đó mình, ra đây mau. Bằng chui ra khỏi hầm quờ quạng trong bóng tối, về phía cửa cái, mở cửa. Vừa thấy bằng, mình ghé tay nói nhỏ. Địch sắp đánh lớn, trong đơn vị cho xe ra trước vợ con binh sĩ vào đồn, mình theo họ thôi. Xe đâu? Đang đậu ngoài đầu ngõ, mau đi. Bằng nhìn ra thấy lố nhố bóng người như những bóng ma vội vã. Mình cũng đã thục về nhà hắn. Bằng vội quay vào gọi vợ. Má nô ẩm con ra đây mau, mình vào đồn. Làm sao vào? Có xe đón ở ngõ. Vợ bằng ẩm thấy chui ra khỏi hầm. Bằng nhìn lại thấy què vẫn nằm thiêm thiếp. Dương mắt nhìn mình. Bây giờ mà mang nó theo bao giờ mới ra đến ngõ. Nó đi lạng quạng chậm hơn một đứa bé lên ba. Bằng giật chiếc mền bông trên tay vợ. Chui vào hầm đắp cho què và dặn khẽ. Còn cứ nằm đây ngăn. Đừng ra khỏi hầm súng bắn chết. Có lẽ đây là lần đầu tiên đứa bé được hưởng sự trìu mến của cha nó. Mắt nó rương rướng, tiếng ớ ớ cũng nghe ngàn ngàn khác thường. Nó biết đâu ba nó đang có một ý nghĩ đen tối trong đầu, bỏ rơi nó. Mau đi anh! Vợ bằng đứng bên ngoài dục, bằng chui nhanh trở ra cùng vợ chạy vội về đầu hẻm. Cả hai vợ chồng không chút băn khoăn, thắc mắc về đứa con bỏ lại trong hầm. Địch lại tấn công ác. Bằng và các bạn dưới một pháo đài phòng thủ ghim chặt súng, mắt mở bừng dưới ánh hỏa châu. Cẩn thận để từng viên đích xác vào từng tên địch. Về phía đông, mình đang miết cò vào ổ đại liên quạt điên cuồng. Tiếng đạn xé nổ chắc chú khẹt lẹt, những viên đạn lửa vẽ vào bóng đêm.
như những mẩu tàn thuốc của một người thức khuya ném qua cửa sổ. Một bạn đồng đội huýt cùi chỏ vào hông bạn Khôi Hài. Thằng Minh chắc về làm ăn với vợ không được, tức khí nên quạt như một tên khùng. Bạn chưa kịp cười thì mấy tiếng nổ như trời long đất lở sát bên cạnh. Lửa tóe lên, bụi cát rào rào, rơi đầy đầu cổ mặt mũi. Có tiếng sụp đổ lỗng rỗng đâu đó. Một bạn đồng đội thét lên. Đâu quả, nó lại giở trò pháo kích. Quả châu sáng rực, trực thăng quần, lạch vạch trên đầu. Nổ đi bạn, tụi nó xung phong kìa. Bạn vẫn nổ chắc nhịp. Anh em ai cũng ngán tài bắn vững vàng và bình tĩnh của bạn. Lâm trận nhiều, nhưng không bao giờ bạn chịu để cho hao đạn vô ích. Một viên đạn của bạn phải là một tên địch, không thì cũng phải có một mục đích rõ rệt. Vừa bắn, bạn vừa suy nghĩ, ngày mai lại khổ về thu dọn chiến trường. Bạn không nhầm gì bằng đi nhặt xác chết, dầu bên ta hay bên địch. Con người lúc sống xấu thế nào, xấu như què đi nữa cũng dễ coi. Còn khi chết mà lại chết vì bom đạn, tổng quá. Bạn phun toẹt nước miếng như đang đứng trước một xác chết của địch thật sự. Một bóng người lúi húi dưới giao thông hào chạy đến phía sau gọi khẽ. Bạn, đại đội trưởng cho gọi anh. Nghĩ là cấp trên sẽ rầy mình về tội nhảy dù lúc đầu hôm. Bạn cằn nhằn. Đang đánh giặc mà gọi cái gì? Anh về gấp, tôi thay anh chỉ già cháu. Người bạn bỏ dở câu nói, nhưng bạn đã chui tuột ra khỏi hầm phóng bào đêm tối. Từ xa, bạn đã thấy mấy bóng người lố nhố tại cửa hầm vợ con bạn đã trú. Lúc bạn đến nơi, vị đại đội trưởng đã giữ tay bạn lại thấp giọng. Tôi thành thật chia buồn cùng anh. Một trái đạn hỏa tiễn của địch đã rớt ngay vào hầm trú ẩn của vợ con bạn. Việc cấp cứu trở thành vô ích. Bạn không kịp khóc vợ khóc con. Tiếng súng đang nổ dữ. Trận chiến càng phút càng ác liệt. Bạn phải trở lại cùng anh em để ngăn những đợt tấn công điên rồ của địch. Sáng hôm sau, địch lẻn tất cả vào những hang hốc quanh đồn. Chúng nó vẫn thấy không khi nào dám chạm mặt với ta ban ngày. Lệnh từ ban chỉ huy truyền xuống. Việc canh gác phải cẩn thận hơn. Những người khác hãy tìm chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy nhiên, phải coi chừng địch có thể bất ngờ lại tấn công. Hiện giờ, một đơn vị bạn đang đi lùng chúng. Từ hai cánh khép vào, cẩn thận đừng nổ súng lầm. Không khí chờ đợi im ỉm, những cặp mắt lom lom sau lỗ châu mai, súng ghì chặt, tay sẵn sàng bóp cò. Một vài người đi thu dọn, vá vối lại vài nơi sụp đổ trong đồn. Bạn ngồi im lìm, dựa lưng vào vách, khẩu M16 gác một bên vai. Cạnh bạn hai xác chết, một lớn, một nhỏ được bó trong vải ni lông. Chờ trực thăng đến mang về bệnh viện tỉnh lỵ. Không nhang đèn, không tiếng khóc. Bằng lững lững lờ lờ như cá dại thuốc. Tất cả đã hết rồi. Thằng thấy đứa con kỳ vọng sẽ kế nghiệp bằng ở ngày mai khi đất nước thanh bình. Người vợ đã sống với bằng gần 20 năm, quen từng hơi thở, chưa một lần lớn tiếng cãi lẫy. Bây giờ cả hai nằm đó bất động, không còn biết gì nữa. Có tiếng nhao nháo. Địch đốt nhà, cháy ở suối Đốc Học. Bằng nhướng mắt nhìn ra, từ dưới thung lũng, ngọn lửa đã cất cao, cây khói mù mịt. Vùng đó có nhà bằng, bằng còn thấy rõ con đường mòn, và đêm rồi bằng và Minh đã theo đó lẻn về nhà. Bằng tự nhiên nhếch môi cười khô khan. Một bạn đồng đội đang gác ở cổng trại gọi vào. Bằng, con mày kìa, bằng, thằng què. Bằng đứng lên, quay lại, trên đường xác xơ, sau đêm lửa đạn. Những thân cây nấm đen, những cành cây dập nát, ngổn ngang. Thằng què từ từ hiện ra, tay nó trần vần bơi bơi, chân khảnh khẳng siêu vẹo, người lắc lư, đầu miễn sang một bên dài ra phía trước, rồi lại thu về theo từng bước đi. Bằng chợt nghe từ trong đáy lòng tiếng thở dài u uẩn dấy lên. Thằng què đang nói chuyện với người lính gác cổng. Truyện ngắn đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.